Chào cả nhà ha. Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán. Thì cái phiên hôm qua đó ha, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cũng giảm ha. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng giảm, thị trường nó mạnh dần lên, nó cũng hợp lý ha. Thì đây cũng là cái kỳ nghỉ lễ ha, kỳ nghỉ lễ của các cái nước phương Tây. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, lâu nay bán ròng rất là mạnh, tuy nhiên hôm qua thì bán cũng yếu ha. Bán cũng yếu, bán ròng rất nhẹ. Thì đây là một cái điểm khởi đầu, một điểm khởi đầu tốt. Thế là nhà đầu tư nước ngoài nếu như họ bán ròng xong rồi thì khả năng thị trường sẽ mạnh lên. Điều đó là nó hoàn toàn hợp lý. Liệu bây giờ đặt ra câu hỏi là liệu nhà đầu tư nước ngoài có còn bán ròng hay không? Qua đầu năm sau biết ha. Tức là chúng ta cần thêm tín hiệu, cần thêm bằng chứng để thấy nhà đầu tư nước ngoài kết thúc bán ròng hay chưa, hay là sang tháng 1 năm 2024 người ta lại bán như chưa hề có cuộc chia ly, thì nó cũng lên sinh lại thôi, Cái dòng tiền phiên hôm qua là một phiên đầu tiên có cái sự cải thiện một chút so với trước. Giống như chúng ta nhìn thấy tuần trước, ví dụ như nhóm cổ phiếu bất động sản, cái dòng tiền giảm mạnh. Ví dụ Novaland giảm đến 6 mấy%, Đất Xanh giảm 50%. Nhìn chung là dòng tiền nó hoạt động ở nhóm cổ phiếu bất động sản giảm rất mạnh. Hôm qua thì nhóm này có cái sự cải thiện dòng tiền. Tuy nhiên cái mức cải thiện đó không có lớn lắm. Giá thì tăng tốt. Đó, ta thấy như thế. Quan trọng là trong một cái vài phiên tới, điều kiện cần là nhà đầu tư nước ngoài không có bán ròng. Điều kiện đủ là dòng tiền duy trì ở cái mức như hôm qua, là một cái tín hiệu tốt, tôi nghĩ như thế. Điểm quan trọng nhất khi chúng ta nhìn lên biểu đồ, chúng ta thấy cái điểm quan trọng nhất là VN Index nó cần phải có một cái dòng tiền tăng lên, mà nó duy trì ở 110 mấy này, nó tăng lên thì nó qua được 130, thì lúc đó nó sẽ tốt lên và khả năng nó lên được 130, 150 gì đó trong tháng 1 trước Tết. Nếu như nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán ròng, chúng ta còn giao dịch hơn một tháng nữa không? Đó, nếu như nhà đầu tư nước ngoài nhìn bán ròng, nhìn thấy như thế, thì ở đây đó khả năng thì thị trường nó tích lũy cũng đủ lâu rồi, và trong cái đợt giảm vừa rồi hoàn toàn không có cái hiện tượng bán tháo, thì khả năng thị trường chờ đợi nhà đầu tư nước ngoài bán xong thì nó tăng lại nó hợp lý. Thì rõ ràng cái KRX á, thì hôm qua chúng ta không thấy thông tin gì, mà thật chất á, nếu KRX đưa vào vận hành thì nó đã có thông báo rồi ha. Và cái KRX này thật chất nó không chả có tác động gì trong ngắn hạn, không có tác động gì. Thành ra cái sự kỳ vọng của nó thì cũng coi như kết thúc.
Thì bây giờ KRX là lùi ngày rồi đúng không? Dự kiến 25 Gauli mà bây giờ lùi ngày rồi và cái chưa có ngày mới không? Có thể là để các cái công ty chứng khoán kiểm thử ok hết thì go về thôi. Đó. Không vấn đề gì. Trên thị trường ngân hàng chúng ta thấy lãi suất tiếp tục giảm, đó là một cái xu hướng chung. Điều này nó tốt thôi, lãi suất giảm tốt thôi. Trong giai đoạn này VN Index tăng lên là hợp lý, cực kỳ hợp lý. Chúng ta nên chuẩn bị cho cái con sóng 2024. Con sóng 2024. 2024 chắc chắn thị trường sẽ tốt. Không? Ít nhất là nó lên được 1.250 đến 1.300. Kế hoạch của các bạn chỉ cần đạt 30% lợi nhuận 2024, đây là tuyệt vời rồi. Không có gì hơn. Không có gì hơn. Những ngày cuối năm như thế này, cái dòng tiền của nó thấp, nó cũng hợp lý thôi. Nó hợp lý thôi. Chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy là sau khi mà nó tạo cái đáy 1030 rồi, rồi nó tăng lên nó xuống, nó tạo cái đáy 2 ở cái vùng 1080, và bây giờ nó test lại cái đáy 2 cũng ở một vùng 0.80, nó bật lên. Thì như thế là cái cơ sở để cho VN Index nó bắt đầu từ cái vùng này nó tăng giá. Thì tôi nghĩ là cái vùng 1080 đó, cái vùng 1080 là cái đáy luôn rồi. Cái đáy luôn rồi. Thị trường khó khó về đây. Mà nếu nó về đây cũng không vấn đề gì. Về về đây cũng không vấn đề gì. Thì thành ra tôi nghĩ nó có những con sóng nhỏ nó tích lũy từ đây tới tháng 2. Từ đây tới tháng 2. Về sau tháng 2 tôi nghĩ thị trường nó sẽ mạnh dần lên. Và cái điều kiện mà chúng ta thấy đó, chúng ta cần nhìn thấy trên thị trường rất đơn giản, đó là dòng tiền tăng lên. Dòng tiền tăng. Khi các bạn thấy dòng tiền tăng lên, lúc này các bạn gia tăng cái lượng cổ phiếu lên. Đó. Và cái lượng gia tăng này chúng ta có nguyên tắc, có tiêu chuẩn, có tiêu chí, có bộ quy tắc, đúng không? Đó. Và trong cái phần mà chúng ta tăng lên đó, chúng ta luôn luôn phòng thủ chặt chẽ. Đó. Còn ví dụ như đợt vừa rồi chúng ta chân trong chân ngoài thì không có thiệt hại gì, gần như không có thiệt hại gì. Mà có thiệt hại cũng chả sao, xuống dưới chúng ta lại bắt. Và đối với đầu cơ cổ phiếu đó, giá không quan trọng, quan trọng thời điểm. Quan trọng thời điểm, giá không quan trọng. Năm xưa các bạn có thấy, thể thấy là con đít mà giá 60 là đắt lắm đúng không? Nhưng 60 nó vẫn lên trăm. Quan trọng thời điểm đúng không? Quan trọng phương pháp đầu cơ và thời điểm. Về cơ bản, nhiều khi các bạn nghĩ mình có ít tiền, có vài trăm triệu, có vài tỷ, lợi ích xong rồi các bạn tham lắm, tham. Các bạn lúc nào cũng muốn giữ thật nhiều cái lượng cổ phiếu, nhưng đó không phải là cách đâu. Nó không phải là phương pháp. Bây giờ tôi nói các bạn như thế này.
bạn và tôi cùng đầu cơ một cổ phiếu. Ví dụ như bạn có 1 tỷ, tôi cũng có 1 tỷ. Hai người cùng đầu cơ một cổ phiếu. Nhưng mà tôi về cơ bản đầu cơ cái phần chính là 1 tỷ, còn cái mặt riêng là linh hoạt. Và thậm chí cái 1 tỷ đó cũng linh hoạt. Và bạn chơi theo kiểu all-in, đúng không? Chơi theo kiểu all-in. Và cái cổ phiếu đó nó có xu hướng tăng giá, nhưng mà nó cũng biến động. Tất nhiên cổ phiếu nào cũng biến động. Tôi với bạn cùng đầu cơ. 1-2 năm sau, lợi nhuận của tôi gấp đôi các bạn. Gấp đôi. Nói không tin. Nói không tin. Nhưng mà sự thật. Sự thật nó như thế. Đó là sự thật. Ý nói ở đây là gì? Các bạn đầu tư, đầu cơ, cổ phiếu gì đó, cái phần tiền thịt là cái phần chính. Phần tiền thịt là phần chính. Cái phần margin là phải có phương pháp và phải có thời cơ. Phải kiểm soát chặt rủi ro. Ví dụ như tôi nói, cái tháng 11, ngày 15, 16 tháng 11 năm 2022. Năm 2022. Thì cái tiền mặt riêng nó giúp cho các bạn thắng rất lớn. Nhưng mà trước đó cái tiền mặt riêng nó tắm máu các bạn. Như vậy là sử dụng mặt riêng nó phải đúng thời cơ, thời điểm. Ví dụ như cái 1030 vừa rồi. Tức là lúc đó chúng ta bắt đầu sử dụng margin, tăng tối đa tỷ lệ xong. Xong rồi cân rồi, ngon rồi. Bắt đầu tăng tối đa margin. Và lên tới cái vùng 1120-30 các bạn hạ margin đi. Hạ margin đi. Hạ margin đi. Giống như cái phiên hôm qua các bạn có thể sử dụng thêm margin. Có thể sử dụng thêm margin. Nhưng có tiêu chuẩn, tiêu chí. Nếu như phiên hôm qua mà các bạn giữ hết tiền mặt rồi thì có thể sử dụng thêm margin. Bởi vì thị trường nó có xu hướng mạnh dần lên, chúng ta sử dụng. Mình sai chúng ta cắt. Ý ở đây tôi nói, các bạn là một nhà đầu tư. Các bạn đầu tư, các bạn có cái lòng tham lớn quá. Thực chất không cần thiết như vậy đâu. Thực chất các bạn trong lâu dài, lâu dài, các bạn sử dụng margin cho những cái đợt sóng, cho những cái đợt sóng, và nó được mua lên theo cái phương pháp 3 bước và nó thích ứng với chiều lên. Còn trong chiều xuống, cái chiều xuống trong mọi trường hợp các bạn không được sử dụng margin, thì như thế các bạn mới tồn tại được và cái mức lợi nhuận nó rất cao. Đó, chứ không phải lúc nào margin là thắng đó. Đó. Và tôi thấy trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp, tôi thấy người nào mà làm dùng margin thì người đó thường hay dính và cái mức lợi nhuận không cao. Ngoại trừ ha, ngoại trừ khi mà gặp một siêu cổ phiếu hay gì đó, một cái cổ phiếu cực kỳ mạnh mẽ, thì lúc đó các bạn phun đuổi luôn, hoặc trong một cái đại sóng, hoặc trong một cái đại sóng. Đó. Thì nó có phương pháp mà, và phương pháp đó không có dòng tiền mà. Đó. Nó như thế. Chứ đừng có lầm tưởng tỷ lệ cổ phiếu cao là thắng lớn đâu, chưa chắc đâu. Tại vì thị trường chứng khoán trong những đợt giảm nó giảm rất khốc liệt, và chính vì margin nó loại chúng ta ra khỏi cuộc chơi đó. Các bạn để ý đó. Còn nhìn chung thị trường là bây giờ nó tương đối ổn rồi đó. Không có gì phải sợ nữa. Nói chung nó lướt qua được một cái đợt bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài,
Mà nếu như họ tiếp tục quay lại bán ròng mạnh thì cái phần margin gì đó các bạn hạ đi xong, ngồi đợi tiếp vấn đề gì đó, chấp bán. Nước ngoài bán chả có gì sợ, bán nay sau này cũng mua lại thôi. Thị trường chứng khoán chúng ta có một cái bất lợi nho nhỏ, đó là cái ông hàng xóm của chúng ta đang nát bét, ông Trung Quốc đang sâu lắm, mọi thứ đang cực kỳ sâu, nó thì nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư nước ngoài nói chung kiểu như thế. Tuy nhiên không vấn đề gì, Việt Nam luôn có lối đi riêng đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái tư duy suy nghĩ của Việt Nam luôn ở cái tầm vũ trụ xa, các bạn nghĩ tới chân trời sự kiện. Rồi các bạn, hôm nay nói đến đây thôi, chúc các bạn giao dịch thành công, chúc năm 2024 giành thắng lợi.